Mỗi chọn lựa đều khiến bạn có cơ hội mở ra đường đời thênh thang, không ngừng tiến bước, dùng hết tốc lực để tiến bước thôi. Ở chốn công sở, mỗi người đều sẽ gặp phải một số việc bản thân không muốn làm. Đó có thể là những việc không phải là sở trường của bạn, hoặc là việc cấp trên sắp xếp tạm thời. Công ty Bí ẩn đưa Viettel lên vị trí số 1 trong ngành viễn thông là nhà cung cấp dịch vụ cho Vingroup, FLC, VinFast. Báo cáo phân tích của công ty chứng khoán Bản Việt hồi đầu năm 2021 đánh giá rằng Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa Viettel lên vị trí dẫn đầu ngành viễn thông tại Việt Nam. Bỏ ra 100 triệu đồng sau 1 đến 2 năm thu về tiền tỷ. Câu chuyện tưởng chừng như khó tin nhưng nó lại hoàn toàn có thực và thậm chí là không quá hiếm hoi trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Một trong số đó là cổ phiếu CTR của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel. Đầu tháng 2 2019, giá cổ phiếu CTR chỉ khoảng 12.000 đồng trên cổ phần thì tính tới ngày 20 tháng 10 năm 2021 đạt mức 91.000 đồng trên cổ phần, tức gấp 7,5 lần. Thế nhưng việc CTR gia tăng giá mạnh mẽ hoàn toàn là có cơ sở, phản ánh được hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty này trong thời gian qua. Doanh thu thuần của CTR năm 2020 đạt 6.359 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với năm 2011. Có lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp cũng đạt 345 tỷ, tương đương tăng 4,3 lần so với năm 2011. Thế vậy, nhờ đâu mà Tổng Công ty Công trình Viettel lại đạt được những kết quả ấn tượng tới như vậy? Hãy cùng với Độc Đáo TV đi tìm hiểu câu trả lời nhé! Công ty Công trình Viettel đưa Viettel lên vị trí số 1 trong ngành viễn thông. Lật ngược lại lịch sử, Công ty Công trình Viettel được thành lập năm 1995 với tư cách là đơn vị thi công trực thuộc Tập đoàn Điện tử Viễn thông Quân đội Sisyokong, tiền thân của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Năm 2005, công ty này được đổi tên thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công trình Viettel do Viettel làm chủ sở hữu 100%. Và kể từ khi thành lập, thì Công ty Công trình Viettel đã xây dựng hạ tầng viễn thông cho Viettel ở cả thị trường trong và ngoài nước như Campuchia, Lào, Myanmar, Peru và Mozambique. Năm 2010, Công ty Công trình Viettel tiến hành cổ phần hóa, giảm tỷ lệ cổ phần của Viettel từ 100% xuống còn 73,2%. Sau đó, công ty niêm yết trên sàn Upcom vào cuối 2017. Trong tháng 12/2020, Viettel lại tiếp tục giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 65,7%. Sau đó nữa thì Viettel lại tiếp tục xem xét bán ra CTR nhưng chưa có kế hoạch cụ thể do đang chờ chỉ thị mới từ phía chính phủ. Báo cáo phân tích của Công ty Chứng khoán Bản Việt hồi đầu năm 2021 đưa ra đánh giá CTR đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa Viettel lên vị trí dẫn đầu ngành viễn thông Việt Nam. Viettel khởi đầu với tư cách là nhà thầu cho quân đội và Tập đoàn Viễn thông Quốc gia VNPT vào những năm 1990. Trong giai đoạn này, Công ty Công trình Viettel chiếm 2/3 doanh thu của Viettel. Năm 2010, Viettel gia nhập vào thị trường viễn thông cố định và sau đó là thị trường viễn thông di động năm 2004. Tới năm 2009, tức là mới chỉ vài năm sau khi gia nhập thị trường, Viettel đã đạt được thị phần 43% trên thị trường viễn thông di động nhờ vào vùng phủ sóng địa lý rộng lớn, chất lượng mạng tốt và giá cả phải chăng. Công ty Công trình Viettel đóng một vai trò quan trọng trong thành công này, ví dụ như việc tổng công ty đã xây dựng 12.000 trạm cho Viettel chỉ trong năm 2009, tương đương với 25% tổng số trạm của Việt Nam tính đến năm 2009. Ngoài trạm viễn thông, Công ty Công trình Viettel còn xây dựng hạ tầng cáp truyền dẫn của cả Viettel. Viettel và các công ty con đóng góp tới 85% doanh thu. Hiện tại, Công ty Công trình Viettel vận hành 5 mảng kinh doanh có sự tăng trưởng chủ yếu gắn liền với lĩnh vực viễn thông, bao gồm thứ nhất là tư vấn thiết kế xây dựng, thứ hai là đầu tư hạ tầng cho thuê, thứ ba là giải pháp tích hợp, thứ tư là vận hành khai thác và thứ năm là công nghệ thông tin. Theo ước tính của VCSC, Viettel và các công ty con chiếm 85% doanh thu Công ty Công trình Viettel năm 2019. Theo Tổng Công ty Công trình Viettel, doanh thu xây dựng của công ty này thường đi theo đầu tư cơ sở hạ tầng mạng lưới của Viettel, trong khi doanh thu hoạt động được thúc đẩy bởi quy mô mạng Viettel. Ngoài Viettel, thì tổng công ty này còn cung cấp dịch vụ xây dựng nhà ở chưa đến 10% doanh thu vào năm 2019 cho các hộ gia đình cũng như các công ty bất động sản như Vingroup và FLC. Trong đó thì CMC Telecom, Bộ Công an và Myanmar Tower Development là một số khách hàng khác ngoài Viettel của Tổng Công ty Công trình Viettel trong mảng vận hành. Cuối cùng thì mảng tích hợp hệ thống phục vụ các hộ gia đình, chính quyền thành phố và các tập đoàn có sự đóng góp cao nhất từ các khách hàng ngoài Viettel. Một số dự án đáng chú ý của Tổng Công ty Công trình Viettel trong phân khúc tích hợp hệ thống đó là hệ thống camera giám sát cho ngân hàng OCB, cơ điện cho các showroom của VinFast, nhà thông minh và hệ thống an ninh cho dự án Vinhome Imperial Hải Phòng và dự án năng lượng mặt trời Thuận Minh 2 50 MW. Doanh thu ổn định,
từ mô hình TowerCo. TowerCo là gì? Theo sự giải thích từ phía VCSC, các công ty Tower hoặc các TowerCo sở hữu hạ tầng viễn thông thụ động như các trạm viễn thông và cho thuê chúng lại cho các nhà khai thác mạng di động như MNOs, Telcos. Trong một thị trường viễn thông đang trong giai đoạn phát triển như Việt Nam cho đến nay, nơi hạ tầng được coi là lợi thế cạnh tranh quan trọng cho một MNO, các MNOs sẽ có xu hướng tự sở hữu và vận hành tất cả các tài sản hạ tầng của họ. Tuy nhiên, thì khi thị trường trở nên trưởng thành hơn, mô hình sở hữu này sẽ tạo ra sự trùng lập hạ tầng và kém hiệu quả cho các MNOs, ngoài việc làm giảm tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng bởi vì việc sở hữu gánh nặng tài sản cố định. Bằng cách thuê ngoài hạ tầng thụ động từ các TowerCo, các MNOs có thể tập trung nhiều hơn nữa vào chất lượng dịch vụ khách hàng của họ bên cạnh việc tiết kiệm chi phí từ việc chia sẻ tài sản, vì các TowerCo có thể tận dụng được quy mô để giảm chi phí sử dụng tài sản cho các MNOs. Mô hình kinh doanh TowerCo tập trung vào việc xây dựng hoặc mua lại trạm viễn thông và sau đó cho các MNOs thuê lại theo hợp đồng dài hạn và thường không hủy ngang trong khoảng 5 đến 10 năm. TowerCo cũng chịu trách nhiệm vận hành và bảo trì các vị trí trạm và hạ tầng liên quan. Nguy cơ mất đi doanh thu là nhỏ nếu như các TowerCo có các MNO lớn và tài chính tốt là khách thuê của họ. Ngoài trạm thì các TowerCo còn đầu tư và cho thuê các tài sản viễn thông và hạ tầng có liên quan khác như là hệ thống anten phân tán, cáp quang và hệ thống năng lượng mặt trời, ví dụ như hệ thống năng lượng mặt trời cung cấp năng lượng cho các trạm viễn thông. Do đó mà dòng doanh thu của công ty công trình Viettel ổn định và có thể là dự đoán được. Tăng trưởng tiêu dùng dữ liệu di động thúc đẩy nhu cầu trạm mới. Người tiêu dùng Việt Nam đang gia tăng tiêu thụ dữ liệu di động. Theo Cục Viễn thông Việt Nam VNTA, doanh thu dữ liệu di động của Việt Nam đã tăng khoảng từ 500 triệu đô la Mỹ năm 2015 lên cỡ khoảng 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019. Điều này ngụ ý rằng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm hơn 20% trong giai đoạn từ 2015 đến 2019. Tổng lượng tiêu thụ dữ liệu di động tăng với tốc độ nhanh hơn nhiều khi mà giá dữ liệu di động giảm hơn 4 lần trong vài năm qua theo phát biểu của VNPT vào năm 2019. Thì VCSC cho biết, mạng xã hội, game online, streaming video trực tuyến và cải tiến chất lượng video là những động lực chính của sự tăng trưởng này, theo quan điểm của công ty chứng khoán VCSC. Tiêu dùng dữ liệu di động bình quân đầu người vẫn thấp hơn so với các quốc gia khác, cho thấy dư địa tăng trưởng hơn nữa. Theo Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU, số thuê bao bằng rộng di động có hoạt động chỉ chiếm 51% tổng số thuê bao di động tại Việt Nam năm 2019, so với Ấn Độ là 57%, Trung Quốc của 83%, Hàn Quốc là 85% và Singapore là 100%. Trong khi đó, thì mức độ tiêu thụ dữ liệu di động hàng tháng của Việt Nam trung bình mỗi thuê bao chỉ 1,9GB trong năm 2018, tức là thấp hơn nhiều so với mức 3,5GB của Indonesia, 3,5GB của Trung Quốc hay là 7,1GB của Hàn Quốc trong năm 2018. Đáng chú ý là 51% của thuê bao di động Việt Nam phát sinh tiêu thụ dữ liệu trong năm 2019 và 32% thuê bao vẫn sử dụng điện thoại thông thường, tức là feature phone, tính đến cuối quý 2 năm 2020 theo MIC. Hơn nữa, cũng theo MIC, thì doanh thu dữ liệu chỉ chiếm 23% doanh thu di động trong năm 2019, thấp hơn trung bình toàn cầu là 43%. Lợi thế cạnh tranh về mặt chuyên môn. Chuyên môn hàng đầu đem lại lợi thế về mặt chi phí, đảm bảo vị trí chạm hiệu quả và tận dụng lợi thế kinh doanh của Viettel. Như đã đề cập, thì Tổng Công ty Công trình Viettel đã xây dựng hạ tầng viễn thông cho Viettel từ cuối những năm 1990 và được thừa hưởng mảng vận hành viễn thông của Viettel năm 2017. Việc xây dựng tới 120.000 trạm viễn thông ở 10 quốc gia khác nhau và vận hành hơn 35.000 trạm viễn thông là quy mô mà chỉ có một vài công ty TowerCo trên toàn cầu đạt được. Chi phí đầu tư và vận hành thấp nhờ vào bí quyết kinh doanh, số hóa và khả năng nghiên cứu cũng như phát triển R&D nội bộ. Theo Frost & Sullivan, hiệu quả chi phí xây dựng trạm tương quan chặt chẽ với quy mô và các TowerCo lớn có thể có các giải pháp hiệu quả hơn thông qua R&D và thực hành tốt nhất, Best Practices. Theo Tổng Công ty Công trình Viettel, chi phí đầu tư trạm thấp hơn ít nhất 10% so với các MNOs khác và thấp hơn nhiều so với các trạm viễn thông được tài trợ bởi các nhà đầu tư tài chính. Tổng Công ty Công trình Viettel cho rằng lợi thế chi phí này là do thứ nhất, kinh nghiệm sâu rộng trong xây dựng hạ tầng viễn thông, thứ hai là văn hóa kiểm soát, chi phí chặt chẽ giống như quân đội của Viettel, và điều thứ ba, khả năng R&D nội bộ của Viettel cho phép các sáng kiến kỹ thuật tiết kiệm chi phí như là thiết bị tự thiết kế và tự lắp ráp, ví dụ như hệ thống pin, cấu trúc trạm và thanh chiếu sáng. Tổng Công ty Công trình Viettel cũng chuẩn hóa và số hóa 90% hoạt động của mình, từ đó giúp gia tăng năng suất của nhân viên. Theo quan điểm của công ty chứng khoán VCSC, cơ sở chi phí vượt trội của Tổng Công ty Công trình Viettel sẽ cho phép công ty cung cấp mức giá cho thuê cạnh tranh so với các TowerCo khác và cũng như hấp dẫn đối với MNOs. Ngoài ra, tổng công ty này còn thành thạo trong việc xin giấy phép và đảm bảo vị trí trạm.
Có được giấy phép cho trạm mới từ chính quyền địa phương và đảm bảo vị trí trạm thuận lợi là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trong quá trình xây dựng trạm viễn thông mới. Tận dụng lợi thế của Viettel. Ngoài việc là khách hàng chủ chốt trong các mảng xây dựng và vận hành của Tổng Công ty Công trình Viettel, thì Viettel là khách thuê chính, tức là on-shore tenant của các trạm viễn thông Tổng Công ty Công trình Viettel. Mảng vận hành của Tổng Công ty này tăng trưởng ổn định và được thúc đẩy bởi việc mở rộng hạ tầng của Viettel. Công ty chứng khoán VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép 8% cho doanh thu vận hành giai đoạn 2020-2025. Tổng Công ty Công trình Viettel vận hành cả trạm viễn thông di động và cáp cố định cho Viettel, do đó nên doanh thu vận hành của tổng công ty này được kỳ vọng sẽ tăng trưởng cùng với việc mở rộng hạ tầng của Viettel được thúc đẩy bởi tiêu thụ dữ liệu của người tiêu dùng và số thuê bao bằng rộng cố định của Viettel. Ngoài Việt Nam ra, Tổng Công ty Công trình Viettel cũng bắt đầu quản lý lớp mạng truy nhập viễn thông của Viettel tại Myanmar và Campuchia trong năm 2019 và có thêm nhiều công việc hơn trong năm 2020. Tổng công ty đặt ra mục tiêu tận dụng thành tích của mình tại hai thị trường này để cung cấp dịch vụ vận hành cho các MNO và các TowerCo khác trong khu vực ASEAN. Ví dụ như, Tổng công ty Công trình Viettel hiện nay đang quản lý vận hành cho TowerCo độc lập NTD tại Myanmar. Theo GSMA, thuê ngoài vận hành mạng phổ biến trên toàn cầu với 50% MNO ở châu Âu đã thuê ngoài hoạt động mạng cho các nhà thầu bên ngoài tính đến năm 2019. Mối quan hệ của Tổng công ty Công trình Viettel với Viettel đem lại vị thế thuận lợi so với các đối thủ tư nhân trong các thị trường được quản lý bởi nhà nước như là năng lượng và thành phố thông minh. Chính phủ vẫn điều tiết chặt chẽ thị trường năng lượng ở Việt Nam và cũng nắm vai trò điều phối chính trong các dự án đầu tư thành phố thông minh. Thảo Nguyên, doanh nghiệp và tiếp thị, Cafebiz, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.